Vâng, thì đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nha. Ở đây trân trọng giới thiệu quý vị, đây là 5 giờ chiều của ngày 25 tháng 5 đây. Vâng, thì rất hân hạnh được đón vợ chồng anh Cường nha. Chồng Cường nha. Vâng, xã Tuy Lộc xuống để ký duyệt bộ ghế nghê bảo đỉnh cột 15 gồm 10 món chất liệu gỗ hương đá của cơ sở đồ gỗ Tùng Tám thôi đây. Và thì trời hôm nay rất là hơi tối, trong nhà hơi tối. Vợ chú tên là gì? Tên Lệ. À, vợ chồng anh Cường Lệ ở xã Tuy Lộc. Và đây chắc là con trai đây à? Học lớp mấy cháu? À rồi, thế về chịu khó lau bàn ghế nhá. Sáng đi học chiều về lau bàn ghế nhá. Chiếc ghế rất là to, rất là hoành tráng. Cột 15 và đỉnh cao của nó 1m55 quý vị nhá. Khi vào nhà một phòng khách rộng là nhìn rất là bề thế luôn. Đây, quý vị nào có nhu cầu dùng đồ gỗ tự nhiên thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám thôi nha. Chuyên sản xuất đồ gỗ tự nhiên. Đây, quý vị nhìn những bộ ghế cao to kìa. Cao bằng đầu người luôn đấy. Đó. Thế là hôm nào lấy đây nhỉ? 5-7 người ngày ấy nhỉ? Dạ. Cái này không lên ảnh được, cái này không có ảnh. Rất là nhiều đồ quý vị nha. Cái này không có ảnh đâu. Đang chuẩn bị, chúng tôi đang chuẩn bị hoàn thiện rất nhiều đồ. Còn kia là một chiếc ấn gian thờ kìa. Được vị khách hàng ở Đồng Lương, xã Đồng Lương. Và đây ghế tần chất liệu gỗ hương đá. Hay quý vị có nhu cầu thì hãy nhấc máy điện vào số 0987 510 806 nhé, để được tư vấn về các chất liệu gỗ hương, gỗ gõ, rồi thì gỗ mít, gỗ lim và các loại gỗ. Và thì quý vị nào có nhu cầu đang muốn sắm đồ gỗ thì hãy vào website đồgỗtùng8.com về để tìm hiểu nhiều hơn về các chất liệu gỗ. Và trong đó chúng tôi có những clip chúng tôi phân tích về gỗ hương cũng như gỗ gõ và các loại gỗ. Đây, đi ra bên ngoài, ra ngoài để ký duyệt tiếp. Đấy, thì tập xưởng cơ sở của tôi vừa mới cởi nới thêm rất là rộng quý vị ạ. Vâng, 1000m2. Alo. Vâng. Cái sập gỗ gì chị? Và cái sập là cái bộ phận quay nó riêng, còn bộ phận mặt trên nó riêng chị ạ. Và cái mặt của nó gồm có khuôn tranh bên ngoài, còn bên trong lòng cái khuôn tranh đó là nó là ván, nó dày 2 phân chị ạ. Và chứ nó không phải là nguyên khối, nếu nó nguyên khối là nó phải là gọi là chiếu ngựa, 2 tấm nguyên khối khác. Và